Em chào cả nhà nhé. Thì hôm nay là ngày 13 tháng 12 dương lịch. Thì hôm nay em sẽ làm video em nói về cái chủ đề là diệt lấm khuẩn, diệt tất cả các loại lấm khuẩn trong giá thể trồng lan các bác nhé. Thì cái diệt lấm khuẩn này thì rất nhiều người chia sẻ rồi, rất nhiều người chia sẻ trên YouTube rồi. Thì có người thì là sử dụng là cái thằng Kinkin Bun, người thì sử dụng là Jimingon, người thì sử dụng là tất cả các loại thuốc bảo vệ thực vật. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ một cách mới mà em đã áp dụng trong vườn của em. Cái phương pháp này thì nó lành, nó rất là lành, rất là lành các bác nhé. Mà nó lại rất là hiệu quả. Thì đây là vườn của em. Thì là em tưới nước rồi, nhưng mà trước khi các bác tưới cái đấy ấy, tưới theo phương pháp của em ấy, thì tưới trong vườn của các bác trước nhé, tưới ướt hết đẫm các vườn, cả vườn. Thì sau đó một tiếng sau thì các bác lên vườn. Thì đây là một cái bình nước, em cho nước máy vào đây. Cái bình là bình 10 lít, 10 lít các bác nhé. Đây em cho cái này vào. Đây các bác nhìn kỹ nha. Cái này nó là bột giặt Omo. Em sử dụng cái này để em khử lấm khuẩn ở trong vườn của em. Đây nha các bác nhìn kỹ nha. Đây là bột giặt Omo này. Đây như cái bình này bình 10 lít. Thì em cho khoảng một thìa này. Em cho bột giặt vào đây luôn nhá. Sau đó là em ngoáy đều lên. Như bình hôm nay em quay video thì em ấy luôn nhá. Cứ bác cho bột giặt đây, cứ để cho em khoảng 5 phút sau nhá. 5 phút sau là cho tan bột giặt ra. Rồi hãng ngoáy. Ngoáy cho nó tan hết bột giặt ra các bác. Thì cái phương pháp này đấy, em đã làm video em đăng trên kênh của em ấy mấy lần rồi. Thì hôm nay em sẽ làm lại cho các bác xem. Thì cái phương pháp này chưa ai chia sẻ đâu các bác. Cái này em áp dụng ở trong vườn em 2 năm rồi. Như năm vừa rồi đấy, cái mùa mưa vừa rồi đấy, là trong vườn em là không thốn mất một cây nào cả, không bị thối một cây nào ạ. Thì cái phương pháp này nó không chữa được bệnh thối nhũ, nhưng mà nó là cái phương pháp để nó trị cái lấm khuẩn ở trong giá thể. Cái này rửa sạch, rửa trôi cái lấm khuẩn ấy. Rồi em sẽ tưới trực tiếp cho bác xem nhé. Buộc lại đó. Ở đây nha các bác nhá. Thì khi tưới đấy thì các bác tưới ướt đẫm giá thể cho em. Cái quan trọng là cái giá thể này, kể cả xịt cả thân lá cũng được các bác nhá. Quan trọng là tưới ướt đẫm một cái giá thể này này. Thì trước khi tưới này các bác tưới nước trước một tiếng. Thì để cho nó cái công dụng của cái bột giặt này nó càng hiệu quả cao hơn nhé.
Này, em tưới là hơi lâu quá nhá, các bác chịu khó xem video. Đây, như cái chậu này các bác nhá, là cái chậu này có nhìn nó rêu nó đen chưa, cái khay này của em là em không đục lỗ, nó không thoát nước được, nên là cái lấm mốc ở trong này nó phát triển rất là nhanh. Đây là cái cây này của em đang bị suy này, đang bị dễ ảnh hưởng, đang bị ảnh hưởng của dễ, thì em sẽ tưới cái này xong, em tưới bột thật vào đây xong thì 3 ngày sau em sẽ quay lại cái tác dụng của nó các bác xem nhé. Thì cái phương pháp này của em ấy, em đã áp dụng vào trong vườn em 2 mùa mùa lan rồi, là nó rất là an toàn và hiệu quả. Nên là khi mà em đã làm cái gì thành công ấy, thì em mới dám chia sẻ lên kênh YouTube. Đấy, có thành công, có hiệu quả thì em mới chia sẻ. Nên là các bác cứ yên tâm mà làm theo nhé. Thì em trước em cũng làm 2 cái video đấy, hai video em chia sẻ và cũng quay để tưới trực tiếp này cho các bác xem đấy. Thì các bác cứ quay lại những cái video đấy xem. Các bác nhớ nha, là tưới ướt đẫm giá thể nhá. Thì cái này nó là bột giặt mà, nó sẽ rửa trôi hết tất cả các lấm khuẩn ở trong cái giá thể này của các bác. Thì cái phương pháp này đấy, tưới định kỳ 1 tháng 1 lần. Thì tưới cái này mà kết hợp cùng với cả cái cách mà xử lý giá thể ban đầu và cách chăm sóc cây trong vườn em thì hiệu quả nó rất là cao, là không còn phải lo vấn đề là lấm khuẩn ở trong giá thể nữa các bác nhé. Như mùa vừa rồi đấy là em không bị thối cây nào cả, mà nó chỉ có hai chậu là nó bị cái bệnh đấy, là nó không phải là bệnh thối nhũn mà nó bị loại vi khuẩn. Thì nguyên nhân nó gây ra cái bệnh đấy thì lúc em nào em sẽ làm chia sẻ một cái video em chia sẻ riêng. Cái bệnh ở trong cái giá thể nó có 2 loại bệnh các bác nhé, một là bệnh thối nhũn, hai là nó cái bệnh là chết từ từ ấy. Cái chết từ từ là nó do cái cũng là cái lấm khuẩn này nó gây lên, mà cái thối nhũn thì mình còn phát hiện ngay, như cái bệnh chết từ từ ấy rất là khó phát hiện các bạn. Là cái bệnh chết từ từ đấy là cái nguyên nhân chính là do mình chủ quan quá. Và lúc nào em sẽ làm một cái video cụ thể hơn. Tưới bằng cái bình này thì nó hơi lâu. Các bác làm mà có cái máy bơm ấy, thì pha ra, ông dùng máy bơm tưới thì nó nhanh hơn. Thì công thức của cái này đấy, thì cứ 10 lít nước này này, cái bình là bình 10 lít, thì các bác cứ cho em khoảng độ tầm 5 gram cái bột giặt ấy vào trong hòa đều lên, hoặc là có thể cho nhiều hơn cũng được, không sao cả. Cho quá tay cũng được không sao cả, vì cái này nó rất là lành. Như cái chậu này của em này cũng không đục lỗ, nên là vừa rồi là cũng để cái lấm khuẩn lên mình không để ý, là bị thối mất mấy cái ki ở trong này không này. Đấy, cái chậu đấy là em xử lý rồi đấy, trước nó đen đen như cái chậu kia kìa. Đấy, bây giờ xử lý là rêu nó trắng tinh đúng không nhỉ? Rồi, tí nữa em sẽ tưới cái chậu này cho các bác xem. Cái chậu này nó cũng là một hàng ve, nhưng mà nó không phải là phi điệp thôi các bác. Cái giống này nó cực kỳ là yếu luôn. Tí em sẽ tưới cho các bác. Các bác cứ yên tâm mà làm nhé.
À mà cái này ấy, các bác tưới đấy thì tưới vào chiều tối cho em nhé, chiều tối mà lúc hết nắng ấy. Còn em làm video này em tưới buổi trưa cho bác xem để cho nó rõ nét hơn thôi, buổi tối thì nó khó nhìn. Mà tưới cái này đấy thì những cây nào của các bác đang làm hoa đấy thì các bác đừng có tưới nhá, tránh nó ra, không nó hỏng vẫn lụ luôn nhá. Đây như cái chậu này của em này, chậu này em đang làm hoa, tí em sẽ không tưới nó. Mà mặc dù là cái giá thể của nó cũng là bẩn lắm rồi đấy, cái đấy thì em xử lý sau, xử lý bằng cách khác. Thì cái này là cứ tưới định kỳ 1 tháng 1 lần quá. Thì cái công thức tưới ở trong vườn của em ấy, kết hợp cùng với cả phân ấy, GE đấy, thì lúc nào mai em sẽ làm một cái video, em sẽ làm một cái video và cái phương pháp xử lý giá thể ban đầu của em kết hợp với cái việc tưới bột giặt này rất hiệu quả nhá các nhá. Thì em sẽ làm lần lượt từng cái video một, em chia sẻ đến cho các bác. Đây như hai cái chậu này các bác này, các bác nhìn kỹ nha, hai chậu này cũng đang dính lấm khuẩn nhá. Đấy, còn hai chậu trong kia là sạch này, hai chậu kia trong sạch này. Đây là các bác nhìn này, nước nó đọng lên này, nước nó đọng lên này, nó cái lấm khuẩn ở trong giá thể nó phát triển rất là nhanh. Thì em sẽ tưới cái này nhá, tưới xong đó sau ba ngày em sẽ quay lại các bác xem. Thì khi bác tưới cái này vào buổi chiều tối xong ấy, thì sáng hôm sau, đến sáng hôm sau thì các bác tưới cây đấy, tưới xả lại nước sạch cho em nhé. Cái này tưới vào chiều tối mát thì cái công dụng của nó, hiệu quả nó cao hơn. Là cái này nó là bột giặt thì cũng nên là tránh ánh sáng, ánh nắng ra. Đây như em cứ tưới thôi, nó cũng chẳng sao cả đâu các bác. Đây trời đang nắng này, đây là giữa trưa không nhá, bây giờ là 11:30 trưa. Cây này là cái cây chimolai lưỡi đỏ bay 24 giỏ em, buộc cánh ám khói nhẹ. Cây này là em lên từ kiến rừng ấy, mặt hoa độc quyền luôn. Đây nha các bác nhá, đây cái chậu này, nó đá nó là cây gì? Thằng hạc vĩ các bác, hạc vĩ 5 cánh xanh cốm, mũi trắng. Thằng này nó rất yếu các bác, thằng này nó là cũng là dòng đột biến đấy, mà nó không được đắt giá như dòng phi điệp, nó không hot như phi điệp thôi. Nhưng cái giống này nó yếu hơn là cái thằng thằng hàng va của phi điệp, nó cực kỳ yếu luôn.
em làm kỳ rất là khó. Vừa rồi em cắt 4-5 thân kia mà em chỉ làm được có tầm 3 cái kỳ, đúng 3 kỳ, kích đủ kiểu lên được 3 cái đấy nhá. Đây là cây hạc vĩ, đây là hàng va có nhá. Em tưới cho con xem. Các bác xem video thấy hay thì video thấy hay mà quan tâm đến cái vấn đề mà chăm sóc lan ấy, mà không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và loại bỏ hết một số phân thuốc hóa học thì đăng ký kênh ủng hộ em thì em sẽ chia sẻ hết những cái tất cả cái phương pháp mà em đã sử dụng áp dụng trong vườn của em tới mọi người cùng tham khảo và cùng làm. Thì tất cả các sản phẩm mà em giới thiệu ở trên kênh YouTube ấy, trên kênh này này, là em chia sẻ đến cho mọi người cùng làm đấy nhá. Chứ em không bán, em không bán bất cứ một cái sản phẩm nào cả, mà em chia sẻ tất cả cách làm, công thức với mọi người cùng làm. Chứ không như những người khác chia sẻ lên xong rồi giấu nghề xong rồi để bán sản phẩm đâu nhá. Em không làm được việc đấy. Em làm được như thế nào thì em chia sẻ đến là các bác cũng làm như vậy thôi, chứ không kinh doanh về mấy cái đấy. Đây, cái này là cái kỳ hạc vĩ của nó đây bác này. Nóng đánh xanh đấy. Đây nhá, cái đây là thằng Vanda rừng đúng nhá. Đây là bụi Vanda rừng đây này. Em cũng tưới, không sao cả. À, thằng Vanda này mà trồng vào cái sân thượng này rất là kém nhá các bác nhá. Trồng cực kỳ kém luôn, cái dòng đơn thân mà trồng cái khí hậu này thì rất là kém. Đây cái chậu này này. Đấy. Chậu này của em nó bị bệnh rồi này. Lười mà không xử lý. Cái này nó là hạc vĩ đua, hạc vĩ trẻ ngọn của em ấy. Nó trẻ 4-5 ngọn. Sau tiếp tục là dài ra lại trẻ tiếp 4-5 ngọn nữa. Rất hay. Rồi video dài rồi thì em xin kết thúc video ở đây nhá. Thì sau 3 ngày nữa em sẽ cập nhật cái kết quả lên. Chứ bây giờ mà quay hết cả cái vườn này, em tưới hết cả cái vườn này thì mất ít nhất là 1 tiếng đồng hồ. Em tưới trên vườn này là khi tưới phân này mất ít nhất là 1 tiếng quá. Rồi em xin chào các bác nhá. Các bác nhớ đăng ký ủng hộ kênh em nhá, để em lấy động lực em làm những video tiếp theo nhá. Em xin chào các bác nhá.